Vua bọ cạp có thật ở Ai Cập cổ đại. Không những thế, còn có tới hai người. Các nhà khảo cổ cho biết, không chỉ là huyền thoại trên phim ảnh, vua bọ cạp thực sự tồn tại trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Mới đây, các nhà khảo cổ cho rằng đã tìm thấy bằng chứng về vua bọ cạp huyền bí thời Ai Cập cổ đại và không chỉ có một người có biệt danh đó. Theo các nhà khảo cổ, trong giai đoạn trị vì đất nước trước thời kỳ Ai Cập cổ đại hùng cường, có vị vua cai trị đất nước Ai Cập với tên hiệu Scorpion, nghĩa là bọ cạp. Hầu hết mọi người trên thế giới chỉ biết đến tên vua bọ cạp qua bộ phim Xác ướp trở lại 2001 và vua bọ cạp 2002 nổi tiếng của điện ảnh Mỹ do tài tử Dwayne Johnson, nghệ danh là The Rock, thể hiện rất thành công. Nhiều người cho rằng nhân vật vua bọ cạp thực sự rất bí hiểm, nhưng trong lịch sử họ còn có sức hút ly kỳ hơn. Nguồn gốc của danh xưng vua bọ cạp. Theo các nhà nghiên cứu, tên hiệu bọ cạp có lẽ xuất phát từ tên của nữ thần bảo vệ hay nữ thần bọ cạp Serket. Trong văn hóa của người Ai Cập cổ, nữ thần Serket luôn được mô tả có hình dáng như một con bọ cạp. Đó là lý do tại sao con bọ cạp lại có vị trí cao và được tôn kính trong đời sống văn hóa của Ai Cập cổ đại. Scorpion 1 – Vua bọ cạp đầu tiên. Scorpion 1 là vua bọ cạp đầu tiên trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Ông sống và cai trị ở giai đoạn trước Scorpion 2, khoảng 1 hoặc 2 thế kỷ. Ông cai trị thượng Ai Cập ở thế kỷ Naquadah 3, giai đoạn cuối cùng của văn hóa Naquadah, có niên đại từ 3200 đến 3000 trước công nguyên. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa xác định được chính xác giai đoạn mà vị vua bọ cạp đầu tiên trị vì đất nước và làm rõ nghi vấn liệu ông có phải là người gốc Ai Cập. Theo các nhà khảo cổ, tên của Scorpion 1 được mô tả bằng một dấu hoa vàng nhưng không phải là độc nhất. Các nhà khảo cổ cho hay dấu hiệu này biến mất khỏi Ai Cập cổ đại vào khoảng triều đại thứ 3. Truy tìm dấu vết vua bọ cạp trong Abydos, vùng đất thánh địa của những bí ẩn khó lý giải, các nhà khảo cổ nhận định ngôi mộ của Scorpion 1 giống như một cổ thư bước ra từ quá khứ bị lãng quên. Trong ngôi mộ cổ, các nhà nghiên cứu đã khai quật được những bằng chứng cổ xưa nhất của rượu vang cổ, gồm hàng chục lọ có tàn dư của rượu vang. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy nhiều hiện vật cổ đáng quý như hạt nho, sa và bột giấy khô. Dựa trên những bằng chứng này, các nhà khảo cổ có thể xác định được niên đại của ngôi mộ là khoảng năm 3150 trước công nguyên. Có không ít các nhà sử học nhận định rằng Scorpion 1 có thể là một chính trị gia tài ba và một nhà cầm quân vĩ đại. Nhưng có quá ít bằng chứng về những sự kiện lịch sử và con người sống trong thời kỳ này, nên các nhà khoa học chưa nắm được hết thông tin về vị vua bọ cạp đầu tiên và bối cảnh đất nước Ai Cập cổ đại. Scorpion 2 – Vua bọ cạp thứ hai và cuối cùng. Scorpion 2 là vị vua mang tên hiệu Scorpion, vua bọ cạp thứ hai và cũng là cuối cùng trong lịch sử ở vùng Thượng Ai Cập vào thời tiền triều đại Ai Cập. Sự thống trị của Scorpion 2 dường như có liên quan đến một nền văn minh vượt trội và tiên tiến hơn từ vùng Lưỡng Hà. Các nhà nghiên cứu tìm thấy đủ bằng chứng để xác nhận sự giao thoa thương mại và tiếp xúc chính trị giữa hai vương quốc này. Ví dụ, các phương pháp được sử dụng để xây dựng nơi chôn cất trong suốt triều đại Scorpion 2 được lấy cảm hứng từ các công trình Lưỡng Hà. Hơn nữa, bằng chứng cho thấy người Ai Cập sử dụng những ý tưởng kiến trúc từ các nhà xây dựng của lưu vực sông Euphrates và Tigris trong công trình xây dựng của mình. Do đó, cuộc đời và tài năng của vua bọ cạp thứ hai trong lịch sử Ai Cập đến nay còn là một câu đố lớn với nhân loại. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.